Hello, xin chào mừng các em đã quay trở lại với kênh EduTips. Chúng ta tiếp tục đến công nghệ 8, bài 9, đó là bản vẽ chi tiết. Bản vẽ chi tiết, các em cần nắm những nội dung sau. 1 là nội dung của bản vẽ chi tiết. 2 là phương pháp đọc bản vẽ chi tiết. Và quy định trong tiết học là chúng ta khi có ký hiệu này ở đầu câu thì ghi nội dung câu đó vào vở nhé các em. Rồi. Đây, thầy có một cái bản vẽ. Thì bản vẽ này được xem gọi là một cái bản vẽ chi tiết. Rồi, các em nghe cái từ chi tiết. Chi tiết là thấy không? Chi tiết. Bản vẽ chi tiết có nghĩa là bản vẽ vẽ một cái chi tiết của vật thể, đúng không? Và cái từ chi tiết này cũng có thể chúng ta có thể hiểu là bản vẽ này cho chúng ta biết cung cấp đầy đủ các thông tin của một cái chi tiết ha, nhiều thông tin của chi tiết ha, thì được gọi là một bản vẽ chi tiết. Thầy nhắc lại, bản vẽ chi tiết có thể là chúng ta có thể hiểu là để vẽ một cái chi tiết, một cái chi tiết của một cái vật thể ha, vật thể nó có nhiều chi tiết. Rồi, và cái từ chi tiết này cũng có thể cho chúng ta biết là nó cung cấp nhiều cái gì, nhiều cái thông tin về cái vật thể đó, về cái chi tiết của vật thể đó, được chưa? Rồi, như vậy thì khái niệm về bản vẽ chi tiết thì em ghi đó là một cái tài liệu kỹ thuật quan trọng trong thiết kế, sản xuất và để kiểm tra chi tiết ha. Người ta định nghĩa, người ta khái niệm về bản vẽ chi tiết là gì đấy em? Là một cái tài liệu kỹ thuật quan trọng trong thiết kế, sản xuất và kiểm tra chi tiết. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung của bản vẽ chi tiết ha, nội dung bản vẽ chi tiết. Bây giờ thầy có cái bản vẽ này, bản vẽ chi tiết này. Bây giờ các em nhìn vô bản vẽ chi tiết này, chúng ta thấy có cái gì? Thấy có cái gì các em? Thấy có cái gì? À, thì nhìn vô bản vẽ chi tiết chúng ta thấy nè, nó có gì em? Nó có gì? Các cái hình vẽ, đúng không? Cái hình vẽ. Các hình vẽ. Rồi, có gì nữa? Các cái gì? Các cái ký hiệu. Thấy không? Ký hiệu nè. Đó, ký hiệu. Số nè. Thấy chưa? Rồi, chữ nè. Đó. Vì chúng ta thấy, người ta hỏi mình thấy cái gì thì mình thấy cái gì mình nói cái đó. Có hình vẽ nè, có ký hiệu nè, có số, có chữ nè, được chưa? Đó. Như vậy thì những cái này là những cái nội dung của một cái bản vẽ chi tiết ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái nội dung đó. Đầu tiên đó là hình biểu diễn của chi tiết. Thì giờ em thấy nè, trên một cái bản vẽ chi tiết ống lót hồi nãy đó, chúng ta thấy nó có hai cái hình này. Thì hai này là hình biểu diễn, đúng không? Đó, hình biểu diễn. Hình biểu diễn gồm cái gì? Chúng ta thấy nè, hình cắt. Hình cắt, hình này là hình cắt chứ còn gì nữa. Hình này chính là hình cắt, đúng không? Hình cắt nè, rồi bây giờ nó đây, ở đây nè, nó có gạch gạch nè. Gạch gạch thì hình này là hình cắt, đúng không? Hình cắt này nằm ở đâu? Ở vị trí của hình chiếu đứng, hay mình còn gọi là hình cắt đứng. Cái hình kế tiếp là hình gì? Hình chiếu cạnh, đúng không? Cái hình kế bên này là hình chiếu cạnh. Vì chúng ta thấy là cái nội dung đầu tiên là chúng ta có cái hình gì mới đó, hình biểu diễn của vật, của chi tiết, thì gồm có hình cắt và hình chiếu cạnh. Nó có thể ở một cái bản vẽ khác, nó có thể nó có hình biểu diễn, nó có thể là nó có hình chiếu bằng ha, hoặc là hình chiếu đứng, rồi hình cắt nó nằm ở dưới dưới khác, thì tùy theo loại bản vẽ khác nhau, được chưa? Như chúng ta thấy đầu tiên, nội dung đầu tiên của bản vẽ chi tiết đó là gì? Hình biểu diễn. Rồi sau khi hình biểu diễn xong, chúng ta thấy tới cái gì? Kích thước của chi tiết. Các em thấy nè, đây cái đoạn này chính là kích thước, thấy không? Cái đoạn này chính là kích thước của chi tiết, được chưa? Kích thước ha. Kích thước chi ghi trong bản vẽ là nó cần thiết cho việc chế tạo và kiểm tra, đúng không? Kích thước ở đây có thể là chiều dài, chiều rộng, chiều cao, đường kính, đúng không? Đường kính ha, bán kính đó, của một cái chi tiết, được chưa? Rồi cái thứ ba là chúng ta thấy cái gì? Các cái yêu cầu kỹ thuật. Đây, cái phần bên này gọi là các yêu cầu kỹ thuật ha. Các yêu cầu kỹ thuật là cái gì? Là khi mà người ta nhìn vô cái bản vẽ này á, người ta thấy yêu cầu kỹ thuật gì đó, người ta sẽ chế tạo cái chi tiết đó theo cái yêu cầu kỹ thuật ha. Ví dụ như làm tù cạnh hoặc là mạ kẽm, được chưa? Rồi gồm các chỉ dẫn về gia công và xử lý bề mặt ha. Yêu cầu về kỹ thuật là gồm các chỉ dẫn về gia công và xử lý bề mặt. Gia công ở đây là chúng ta làm tù cạnh nè, còn xử lý bề mặt là chúng ta mạ kẽm nè. Đó. Rồi, chúng ta thấy gì nữa? Cái khung tên là nguyên cái đoạn như này nè. Cái đoạn như này chính là khung tên, được chưa? Khung tên thì các em thấy là trong này có họ tên người thiết kế nè,
họ tên người kiểm tra, tên gọi chi tiết, rồi vật liệu chế tạo, rồi số lượng tỷ lệ bản vẽ ha. Nói chung là cái khung tên nó sẽ cung cấp cho ta nhiều cái thông tin về cái chi tiết đó. Như vậy thì cái bản vẽ chi tiết có thể, cái phần mà nội dung bản vẽ chi tiết chúng ta có thể tóm gọn lại bằng cái sơ đồ sau. Một cái bản vẽ chi tiết thì nó có gồm các nội dung gì? Thứ nhất là hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kỹ thuật và khung tên. Được chưa? Ha. Rồi, nội dung của bản vẽ chi tiết. Các em có thể ghi hình biểu diễn của chi tiết là được gì? Được vẽ bằng phép chiếu vuông góc, gồm các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt, hình vẽ vi ước, thể hiện hình dạng và kết cấu của chi tiết, thể hiện hình dạng ha, hình dạng và kết cấu của một chi tiết. Hình dạng này hình dạng bên trong bên ngoài ha, kết cấu được làm cái gì đó, được chưa? Rồi. Hai, kích thước của chi tiết là thể hiện độ lớn của chi tiết cần thiết cho chế tạo và kiểm tra. Ha, thể hiện độ lớn của chi tiết, chiều dài, chiều rộng, chiều cao, đường kính, bán kính gì đó, chiều sâu gì đó của lỗ gì đó ha. Được chưa? Rồi. Kích thước trên bản vẽ tính theo đơn vị là mm nha các em nhớ nha. Thước trên một cái bản vẽ đơn vị là mm. Được chưa? Ba là các yêu cầu kỹ thuật gồm các chỉ dẫn về gia công, giả tỷ như mài dũa, cắt gọt gì đó gọi là gia công, xử lý bề mặt, mạ kẽm ha, hoặc là đánh bóng gì đó được không, gọi là xử lý bề mặt. Rồi thứ tư là khung tên thì gồm các tên gọi chi tiết máy ha, gồm các tên gọi chi tiết máy, vật liệu, tỷ lệ, ký hiệu bản vẽ, được chưa? Đó, đó là các cái yêu cầu, các cái nội dung của một cái bản vẽ chi tiết. Vậy chúng ta qua phần hai La Mã là phương pháp đọc bản vẽ chi tiết. Bây giờ người ta đưa các em một cái bản vẽ chi tiết, vậy bây giờ chúng ta phải đọc sao? Chúng ta đọc ở đâu trước? Chúng ta đọc theo trình tự nào ha? Cách đọc như thế nào? Thì bây giờ là yêu cầu quan trọng đối với người học vẽ kỹ thuật ha. Chúng ta học vẽ kỹ thuật chúng ta phải biết đọc một cái bản vẽ chi tiết. Để đọc bản vẽ chi tiết phải hiểu đầy đủ, được không? Phải hiểu đầy đủ chính xác các nội dung của bản vẽ như là tên gọi, là công dụng, hình dạng, được chưa? Ví dụ chúng ta đọc một cái bản vẽ ống lót ha, đây là một cái bản vẽ ống lót, được chưa? Đây là một cái bản vẽ ống lót. Thì đầu tiên á, chúng ta đọc phần khung tên trước ha, kế tiếp chúng ta đọc hình biểu diễn, sau đó đọc tới kích thước, được chưa? Rồi và đọc tới phần thứ tư là yêu cầu kỹ thuật, và cuối cùng chúng ta tổng hợp lại coi cái bản vẽ này vẽ vật thể đó là cái gì, công dụng nó ra sao, được chưa? Đó là các cái bước để chúng ta đọc một cái bản vẽ ống lót, à, đọc một cái bản vẽ chi tiết. Vì trình tự đọc thì các em chú ý ha, đầu tiên đó là đọc nội dung khung tên, thứ hai là đọc các hình biểu diễn, kế tiếp chúng ta đọc các kích thước, được chưa? Thứ tư là đọc các yêu cầu kỹ thuật, và thứ năm là chúng ta tổng hợp lại ha, tổng hợp lại. Như vậy đây là một cái trình tự đọc một cái bản vẽ chi tiết ha, gồm có các cái bước: đầu tiên chúng ta đọc khung tên, thứ hai chúng ta đọc hình biểu diễn, thứ ba là đọc các kích thước, thứ tư là đọc các yêu cầu kỹ thuật, và cuối cùng là chúng ta tổng hợp lại coi cái bản vẽ đó vẽ cái gì, vẽ chi tiết nó như thế nào, hình dạng nó là sao, công dụng nó dùng để làm gì, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta ví dụ đọc các bản vẽ chi tiết là cái ống lót mà trong cái bài chúng ta đang học đó. Đây, đây là bản vẽ của cái ống lót. Đây, đây chúng ta có trình tự đọc ha. Đầu tiên số 1 là các em đọc khung tên trước ha. Khung tên trước. Thứ hai là chúng ta đọc tới hình biểu diễn. Rồi tôi mới đọc tới kích thước, và cuối cùng là yêu cầu kỹ thuật, và cuối cùng là chúng ta tổng hợp lại, được chưa? Rồi, đầu tiên về cái khung tên á, khung tên á, ha, khung tên này chúng ta thấy nè. Đó, là cái đoạn như này đúng không? Các em phải đọc được các cái thông tin trên cái khung tên. Tỷ như gồm ống lót nè, đó. Tên gọi chi tiết là ống lót nè. Không. Rồi. Vật liệu là bằng thép này. Tỷ lệ bản vẽ là như 1:1 này đó. Ngoài ra nó còn cái gì nữa, người vẽ nè, người kiểm tra nè, thấy không? Rồi cái nơi vẽ nè, nó nhà máy cơ khí Hà Nội gì đó. Đây là cái khung tên, đầu tiên chúng ta đọc cái khung tên trước ha đó. Và cái phần quan trọng nhất của khung tên là cái gì, tên gọi chi tiết này nó quan trọng lắm, vì cái tên gọi chi tiết nó sẽ giúp cho các em mô
hình nào chúng ta tưởng tượng hay chúng ta hình dung được cái vật thể nó có hình dạng như thế nào. Rồi, kế tiếp là hình biểu diễn. Hình biểu diễn là cái nào? Là cái phần này, đúng chưa? Hình biểu diễn là phần này. Đó. Hình biểu diễn thì chúng ta thấy ở đây nó có hình cắt ở vị trí của hình chiếu đứng nè. Đó. Và hình chiếu cạnh, đúng chưa? À. Hình cắt ở vị trí hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh. Thì chúng ta có thể nhận xét thêm à, hình cắt này nó là cái hình gì mới đó, nó là một cái hình chữ nhật đúng không? Hình chữ nhật. Còn trong khi đó hình chiếu cạnh thì nó lại là gì? Hình tròn. Đó, hình tròn. Đó. Rồi, kế tiếp chúng ta đọc tới kích thước. Vậy thì kích thước một hình này, các em thấy nè, nó kích thước một hình. Thấy chưa? Đây là kích thước của một hình. Chúng ta đọc các cái số liệu trên của một hình, được không? Thì đây các em thấy nè, ở đây là 30. Đây chính là cái gì? Chiều dài ha, chiều dài của cái ống lót này. Còn ở đây em thấy 28, 16 mà ký hiệu này. Có nghĩa nó ký hiệu này người ta đọc là ký hiệu người ta đọc là phi. Có nghĩa là đường kính. Đường kính, được không? Thì các em thấy nè, cái đoạn này chính là đường kính ngoài là phi 28. Phi 28, đúng không? Phi 28. Vậy chúng ta nhớ trên cái bản vẽ kỹ thuật thì đơn vị tính là cái gì? Mm. Ha. 28 mm. Còn đây là đường kính trong phi 16. Ha. Phi 16. Đây là đường kính trong 16 mm. Đó, vậy thì chúng ta đọc kích thước chúng ta đọc được cái gì? Đường kính của cái ống lót này à, đường kính ngoài là 28 mm. Mà đường kính trong là gì? 16 mm. Và chiều dài của cái ống lót là nhiêu? Là 30 mm. Được chưa? 30 mm. Ha. Thì đó là cái phần kích thước. Ở một cái hình khác thì các em có thể đọc theo cách khác ha. Chúng ta có nhiều cách đọc. Số liệu tùy theo số liệu ta cho khác nhau mà chúng ta đọc khác nhau. Rồi, tới yêu cầu kỹ thuật. Yêu cầu kỹ thuật ha. Thì chúng ta nhìn nè. Đây là cái chỗ yêu cầu kỹ thuật. Yêu cầu kỹ thuật làm tù cạnh và mạ kẽm. À, làm tù cạnh. Làm tù cạnh là sao? Các em biết cái góc tù không? Không. Thì các vật thể này ta làm bằng thép, do đó nó rất là bén, do đó để làm tù cạnh người ta sẽ dùng cái dũa, người ta dũa cho cái cạnh đó đó, nó mất đi cái góc nhọn mà nó thành cái góc tù. Ha. Đó, mạ kẽm. Mạ kẽm là chúng ta sau khi mà người ta sản xuất ra cái vật liệu này, cái chi tiết này xong á, người ta sẽ mạ một cái lớp kẽm lên để chống bị oxy hóa. Không, tại vì vật liệu chúng ta làm bằng thép mà. Để trong không khí một thời gian nó sẽ bị oxy hóa, do đó người ta sẽ mạ một lớp kẽm lên. Các em thấy hai cái này, một cái là sự gia công, chỉ dẫn về gia công, và một cái chỉ dẫn về xử lý bề mặt. Và cuối cùng chúng ta tổng hợp lại, sau khi đọc hết các thông tin trên một cái bản vẽ chi tiết, ta tổng hợp lại cái bản vẽ này à, nó có gì đây? Về mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết á, thì chúng ta thấy là gì? Đây là một cái ống hình trụ tròn, nó có đường kính mà, đường kính trong, đường kính ngoài nè, đó, và chiều dài, thì nó là một cái ống hình trụ tròn, được không? Rồi, công dụng của chi tiết là dùng để làm cái gì? Dùng để lót giữa các chi tiết máy, ống lót mà, ống lót là dùng để lót giữa các chi tiết máy. Đây là các cái bước để chúng ta đọc một cái bản vẽ chi tiết. Trong sách giáo khoa các em nó có cái hình, nó có cái bảng 9.1 đó, thì tới cái bài thực hành sau thầy sẽ hướng dẫn các em cái cách đọc cái bảng đó. À, cái cách chúng ta làm cái bảng đó à, chúng ta nghĩa là chúng ta đọc các nội dung của bạn với chi tiết bằng cách chúng ta kẽ cái bảng đó rồi chúng ta điền vô, thì nó sẽ thì tới cái bài thực hành này sẽ hướng dẫn cái bảng đó, được chưa? Bây giờ chúng ta biết nắm được cái cách đọc và cái trình tự đọc của một cái bản vẽ chi tiết thôi. Rồi, bài học đã hết, thầy dặn dò các em về nhà học bài xem trước bài 10 và bài 12, được chưa? Rồi, thông điệp 5K Bộ Y tế ha, được chưa? Chuẩn bị sẵn giấy vẽ khổ A4 để chúng ta thực hành nhé. Rồi. Thông điệp 5K Bộ Y tế là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách không tập trung và khai báo y tế. Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp ha. Đề nghị chúng ta tuân thủ thông điệp 5K Bộ Y tế. Cùng chung tay để lùi dịch bệnh Covid-19 nhé các em. Rồi. Rồi bài học đã kết thúc ha. Nếu như các em chúng ta không nắm mà chúng ta không hiểu được bài, hoặc là chúng ta còn hiểu chưa kỹ, thì chúng ta có thể comment phía dưới video để thầy có thể giải đáp thắc mắc của các em. Hẹn gặp lại các em trong một cái bài giảng khác. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.